Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh của Nghĩa Audio. Hôm nay em làm clip này để giới thiệu với quý vị và các bạn một cái dòng mic bãi BBS mới về ở bên nhà em. Cái dòng mic này thì nó quá nổi tiếng ở trên thị trường rồi các bạn, về cái chất lượng cũng như là cái sóng sánh của nó rất cực kỳ ổn định. Và cái hãng BBS này được sản xuất theo cái công nghệ tiêu chuẩn của Đức các bác nhé, và sản xuất tại Trung Quốc. Mà nó là hàng bãi khi nó được chuyển về Việt Nam. Đây. Con này là BBS, có cái mã hiệu sản phẩm là BBS 1000 các bác nhé. Đây. À, hình thức này còn rất đẹp luôn các bạn. Số lượng đợt này của em lô này về là 54 bộ các bác nhé. Đây là cái tay của nó các bác này. Đây là cái tay của nó đây. Tay này thì bên em khi bán ra đã dò sẵn các thứ tần số cho các bác rồi, các bác về chỉ sẵn dùng thôi. Con này của nó là có cái công tắc bật tắt ở đường đít của nó cho các bác nhé. Đây. Đấy, đứt thì còn rất là đẹp. Đấy, rất là nhiều tay luôn. Mà chất lượng con này thì không phải nghĩ rồi. Sóng sánh của nó độ tầm hơn 100m các bác ạ. Sóng sánh cực kỳ ổn định luôn. Đấy, trong cái lô này thì cái lô này hàng đẹp này này thì em đang bán với cái giá là 2,5 triệu các bác nhé, 2,5 triệu một bộ, bao gồm một đầu thu, hai cái tai mic này, và một cái bộ nguồn và cái dây dây kết nối từ mic xuống, dây kết nối là cái này là từ mic xuống âm ly hoặc là xuống vang số. Đấy là một bộ của nó. Ngoài ra thì có một số cái đầu khi mà nhập về nó đã bị thiếu cái lắp này này. Thì bên em sẽ bán cái giá nó rẻ hơn. Đây. Thiếu lắp này các bác nhé. Đây này. Thiếu cái lắp như ở trên này. Đấy. Với cái hàng này thì bên em bán với cái giá là 2,2 triệu các bác nhé. Đấy. Nên là trước khi gửi hàng thì các bác nào có nhu cầu như nào lấy cái hàng 2,5 triệu, 2,2 triệu thì bọn em đều có hết. Còn nếu mà tay các thứ thì nó là như nhau. Có cái đầu này nó chỉ bị mất cái nắp này thôi. Đấy. Còn trước khi gửi hàng thì bác yêu cầu loại gì em sẽ gửi hình cho các bác xem. Về cái hàng của bác, các bác đặt nó là như thế nào thì nó là y xì như thế. Đấy, em xin ra đây để thử cho các bác nghe về cái chất tiếng của cái con này. Đây là con BBS 1000 Channel. Đây là cái tai mic của nó các bác nhé. Đấy, khi bật lên thì nó sẽ hiện 6 số ở trên này. Em đã cài đặt sẵn hết rồi. Đây. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Lên 5 6. Tiếng rất là ngọt luôn các bạn. Cái tiếng cái dòng này thì các bác không phải nghĩ luôn. Lên 1 2 3 4 5 6. Lên 1 2 3 4 5 6. Với setup cái con này thì nó cực kỳ đơn giản rồi các bạn. Bọn em đã cài sẵn hết rồi, để các bác để sẵn dùng thôi. Mọi chi tiết thì về sản phẩm thì các bác có thể liên hệ đến trực tiếp đến Nghĩa Audio qua số điện thoại là 09345 73743, hoặc các bác có thể đăng ký kênh Nghĩa Audio để trực tiếp theo dõi những sản phẩm mới nhất ở bên em. Các bác muốn mua hàng hoặc đặt hàng cái bộ mic không dây BBS cực kỳ hay này thì các bác liên hệ đến số điện thoại 09345 73743, hoặc các bác có thể đến trực tiếp nhà em qua số địa chỉ là số nhà 80, ngõ 18, Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video clip lần sau.